hành trình tập luyện của bạn, lúc nào cũng sẽ có một khoảnh khắc khiến ta nhớ đến và cố gắng hơn. Khắc khe thật sâu, bởi nó rất đau. Vẫn thường nghĩ ra chỉ là một con dao nhỏ. Bao cao tập luyện, từ bé đến lớn, nghĩ mình quay chiến rồi tự biến thành con thỏ. Nhưng mà như vậy mình mới tiến, để biến con thỏ trở thành vua. Khỏi thấy Zoro dùng ba kiếm, thời gian hết tắc của ngày xưa. Quen Luffy, ngày hôm đó cùng đi, chẳng cần biết được gì, chỉ nghe về quanh bi. Vì muốn trên thuyền có kim sĩ, thế là đi. Là một thanh kim sĩ giỏi nhất, tập luyện khắc khe cũng đâu khó gì. Người anh muốn hơn là mày hát, vì anh thất bại khi anh sorry. Lúc lạc thì ông coi luôn khác, nhưng mà không lý do thay đổi ý chí. Mặc kệ ai cũng đang có haki, anh vẫn kiên trì dù có muộn một tí. Nói về gia thế cho ai rõ về anh ta, bảo vệ đồng đội khỏi kẻ thù để ranh ma. Có lòng mà sẵn hợp với anh thành rạp xiết, biến những cường phú trên thuyền này thành tăng ba. Bởi vì đó là Zoro xanh nên đi lên, lão như tên bay, lên luôn vương quốc thật trình bày. Bầu trời lung lay, cầm chặt thanh kiếm ở trong tay tiêu diệt hết bọn bao vây. Đi cùng thuyền trưởng, đám cái chung lớn, để cho tất cả được tự do. Cho bọn họ thấy, bọn này đến đây, chúng ta ai nếu đi bằng kho. Zoro có khóc cũng đâu có sao, chỉ cần mình cố gắng hơn nữa và đồng đội này coi nhau. Giờ lần đầu cầm thanh nên mà sức mạnh quá lão, nghĩ là không thể nào sử dụng, vậy mà cũng có ngày thành thạo. Ngay là Luffy thì đồng minh ở Kaido, anh vô đen với sẹo đầy quy mô. Rất nhiều hết tặc cùng với tiếng đang điên tiết, bật luôn bít mâm nên không ngại mà sống vô. Cũng như hôm đó con nhỏ nhỏ nên mới thấy là mấy hát đã chỉ dạy cho anh ta một vùng trời xa xôi. Cái thế mình là hạt cát trong thế giới, thì vì chưa tìm được người có sức mạnh để đánh bại ta thôi. Zoro, 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 Zoro. Tôi cho mình bằng sắt, một xoa mù rai sức mà lớn và khôi ngô. Là kiếm sĩ chất, rất bất khuất lại còn hiền ngang. Chiến thắng xứng đáng, làm tí rượu tới sáng. Cùng đồng đội thì khỏi phải bàn. Có lúc họ thấy anh không hay, giờ tập luyện bao nhiêu năm cũng bằng không. Một đối thủ cũ anh rất nhớ và không thể nào tin đấu, vì Kuna bây giờ đây đâu còn sống. Bản đồ không biết, luôn vẫn không biết, cứ nhìn phía trước mà đi tiếp cho thêm xa. Trên hình tri nã lại tăng thêm giá, danh sách hay tạc càng đắt giá khi thêm tên ta. Lâu lâu làm bài cho ta biết mình còn biết cách làm nhạc như thế nào. Như là Zoro không thể hiện mấy cái thù và ở đó mà không có lên gì hết mà mắc tới cái chồng tao. Đồng minh tôi biết tính cách tôi hiền, vì tôi thích nhạc anime không thích phiền. Beat này tôi làm, bài này tôi viết, còn bài tôi biết phải nghe xong là thích liền.